Đây là đơn hàng của bạn Tạ Công Thủy. Bạn có đặt từ bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 210.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một chiếc kệ bút trị giá 40.000. Một chiếc sụn tiếp xương rồng trị giá 25.000. Một chiếc vòng tay gốm trị giá 35.000. 12 cây bút cute ngộ nghĩnh tổng trị giá 90.000. Với đơn hàng của bạn, shop tặng cho bạn thêm một cây bút và 10 chiếc lì xì. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Nhân dịp cuối năm nên là bên shop đang sale hàng. Bút bên shop cũng đang sale tất cả các mặt hàng. Các bạn đặt hàng thì liên hệ với shop nhé. Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn tra trên trang Vietnambot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Tạ Công Thủy. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn các bạn. Shop chào các bạn.